ở danh sách tập trung tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu với Palestine trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia FIFA Day tháng 9 tới. Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết là một trong những trường hợp nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới chuyên môn và người hâm mộ. Dưới thời ông Park Hang-seo, bất chấp việc Văn Quyết liên tục có những mùa giải thành công cùng câu lạc bộ Hà Nội nhưng tiền đạo này không được trọng dụng ở đội tuyển Việt Nam. Lần gần nhất Văn Quyết lập công cho tuyển Việt Nam ở một trận đấu chính thức đã cách đây 6 năm, 2017, vào lưới Campuchia ở vòng loại Asian Cup 2019. Nếu như ở đội tuyển không thể hiện được nhiều thì trong 6 mùa gần nhất, Văn Quyết ghi 36 bàn tại V-League. Ngoài ra, anh có 3 lần giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất V-League và 2 quả bóng vàng Việt Nam. Ở V-League 2023, Văn Quyết dù bị treo giò tới 8 trận nhưng anh vẫn giành danh hiệu vua phá lưới nội với 9 bàn thắng. Với phong độ như vậy, việc thủ quân câu lạc bộ Hà Nội trở lại đội tuyển Việt Nam là điều không bất ngờ. Tuy nhiên, nhiều người vẫn đặt câu hỏi vì sao Văn Quyết thường chơi không tốt khi lên đội tuyển. Dưới thời ông Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam sử dụng sơ đồ 3-4-3 và chủ yếu chơi phòng ngự phản công. Với lối chơi này, khi chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công, các tiền đạo phải xử lý nhanh gọn, tốc độ. Văn Quyết không phải là cầu thủ có tốc độ, nhanh nhẹn hay giỏi tranh chấp, vì thế thường bị bỏ rơi trong 5 năm ông Park Hang-seo cầm quân. Nhưng việc không thể sử dụng Văn Quyết là sự lãng phí lớn. Ông Philippe Chusier có thể đã nhận ra điều này và khả năng ông sẽ điều chỉnh một cách hợp lý. Trường hợp của Văn Quyết luôn luôn là một dấu hỏi. Quyết đá rất tốt ở câu lạc bộ và đó là điều mà chúng ta thấy rất rõ. Nhưng đá ở đội tuyển có thể là quan điểm về mặt chiến thuật của huấn luyện viên trưởng, nó có thể là cái duyên của bản thân Văn Quyết. Trong hình dung của huấn luyện viên, cách sử dụng con người, lối chơi của huấn luyện viên cần phải có một cầu thủ như Văn Quyết, gần giống với những gì cầu thủ này đang có, đang chơi ở câu lạc bộ Hà Nội. Ở chiều ngược lại, Văn Quyết muốn để lại dấu ấn lớn hơn ở đội tuyển quốc gia thì phải lựa chọn một giải pháp nào đó để thích nghi, bởi ở câu lạc bộ Hà Nội anh ấy là số 1, cả đội xây dựng lối chơi xoay quanh Văn Quyết, bình luận viên Quang Tùng đánh giá. Theo bình luận viên Quang Tùng, cơ hội thể hiện của Văn Quyết còn nhiều và khát khao của cầu thủ này cũng rất lớn. Vấn đề còn lại là trong những trận đấu sắp tới, ông Philippe Chusier sẽ sử dụng Văn Quyết như nào cho phù hợp với lối chơi kiểm soát bóng ở tuyển Việt Nam. Ở tuổi 33, Văn Quyết vẫn là một trong những tiền đạo được kỳ vọng nhất ở tuyển Việt Nam trong bối cảnh Tiến Linh, Công Phượng, Văn Toàn không có phong độ tốt. Trước đó ở đợt tập trung tháng 6, vì án treo giò 8 trận mà Văn Quyết bỏ lỡ cơ hội ra mắt phù thủy trắng Philippe Chusier. Tuy nhiên, anh sẽ có cơ hội chứng minh bản thân ở lần tập trung này. Và tất cả hãy chờ xem, vua phá lưới nội V-League 2023 có tạo nên sự khác biệt.